tranh thủ bán bài cho ca sĩ, Châu Đăng Khoa bị Phương Uyên dập tắt ý định. Nhạc sĩ Phương Uyên cho rằng Châu Đăng Khoa nên viết tặng ca khúc cho một nữ ca sĩ trẻ tại The Heroes 2022. Một trong những đội thi tại The Heroes 2022 thu hút sự chú ý của một bộ phận khán giả trong thời gian gần đây chính là đội MG. Trong đội bao gồm hai thành viên lần lượt là quán quân The Voice 2013 Vũ Thảo My và producer SDGNZ. Bản tái xuất của nữ ca sĩ khiến cho người hâm mộ vô cùng trông ngóng, nhiều khán giả hy vọng đây sẽ là cơ hội để giúp cô trở nên nổi tiếng hơn bao giờ hết. Tại tập 2, đội MG đã mang đến bản hit đình đám của Vũ Thảo My tới The Heroes. Châu Đăng Khoa cho biết Vũ Thảo My là một trong những giọng ca anh yêu thích và anh từng lắng nghe Buông rất nhiều lần. Ngay lập tức nhạc sĩ Phương Uyên cho rằng nam nhạc sĩ nên tặng cho cô nàng một bài hát, đối với chị nha, một người hát hay như vậy chị sẵn sàng tặng liền. Tại vì người ta hát hay bài của mình mà, còn đưa ra công chúng nữa nên phải tặng liền. Đội Hiếu cho biết từng tặng một ca khúc cho Vũ Thảo My trước khi cô tham gia The Heroes 2022. Thành Hà chia sẻ cô đã mua một bài của nhạc sĩ Đội Hiếu và sẵn sàng tặng ca khúc đó cho nữ ca sĩ trẻ. Phương Uyên bày tỏ sự xúc động khi thấy quán quân The Voice 2013 đã thay đổi rất nhiều từ trình diễn đến vũ đạo với bài hát của My và cùng producer phối. Nó không phải là cái gì quá đặc biệt đâu. Nhưng nó tôn vinh được điều khán giả muốn nghe, cái đó nó quan trọng nhất vì nó thể hiện được cảm xúc. Ngoài ra, nam nhạc sĩ còn đặc biệt khen ngợi màn trình diễn ăn ý của đội MG, một nhà sản xuất không phải lúc nào cũng làm cho âm nhạc của mình nó nổi trội. Nhưng mà quan trọng nó làm sao cho người ca sĩ nổi nhất. Và ngày hôm nay bạn đã làm được điều đó, còn Vũ Thảo My anh rất thích một ca sĩ trình diễn trên sân khấu nhảy mà vẫn hát live.